Sao con thấy nó héo úa tàn úa dữ vậy? Trời ơi. Chả hồi đi lên đổi cái thùng nữa, đổ ra cái bịch giùm con được không? Con đi một chuyến luôn con về luôn đi. Để xíu mấy em, mình còn phóng sanh nữa mấy em. Chương trình dài tập thì thử.